Chào cả nhà. Hôm nay Trang đang nấu cái món này là Trang tự chế ra. Cái món thịt bò nó giống giống như là xíu mại gì đó cả nhà, nhưng mà trong này mình chỉ bỏ ngò nè, ngò rí này mình bỏ vào đây nó rất rất là thơm luôn. Đây, ngò rí của mình trồng nè, hôm qua mình hái được nhiêu nè, đó là mình bỏ vào trong này. Mình bỏ càng nhiều ngò rí thì nó càng thơm. Gia đình của mình là rất là thích ăn ngò rí. Lúc đầu á, chồng của mình không ăn được, nhưng là bây giờ chồng mình rất là thích luôn. Tại nó thơm á, cái mùi thơm của nó. Ở này nhà chồng nữa, nên là rất là thơm luôn. Mình cắt mình nghe cái mùi nó thơm. Thì trong này á, là đây là thịt bò nè, mình mua sẵn người ta đã sấy ra cả nhà. Cái loại thịt bò này để người ta làm mì spaghetti rồi đó, người ta làm sốt ra đó. Thì mình bỏ ngò vào ha, mình bỏ nếu mà ai mà muốn ăn bột ngọt thì bỏ bột nêm, bột ngọt vào. Còn mình thì mình bỏ tí muối với lại tí tiêu thôi. Một tí nữa mình làm sốt mình mới bỏ một tí bột nêm vào. Còn cái thịt này nó đã ngọt rồi nên là mình cũng không cần. Bây giờ mình bỏ tiêu vào. Sau đó mình sẽ bỏ vào đây một ít củ hành tây nè cả nhà. Này củ hành tây màu tím hoặc là củ hành tím bên giống như bên Việt Nam cũng được. Bỏ một ít vào. Thì mình trộn cái này lên. Đây là cả nhà, thịt bò mình đã trộn chung rồi, mình bóp cho nó đều với nhau thôi. Thịt bò này mình có khoảng 300 g đó cả nhà. Mình mua tới 500 lần tới nửa ký lần, nhưng mà hôm qua mình đi chợ về nên là mình có mua rau mồng tơi, mình nấu canh thịt bò rau mồng tơi ăn rất là ngon. Mình ăn hết rồi cũng khoảng 200 g mà. Còn số còn lại mình để vào đây nè. Tính nó là sáng nay sẽ ăn thịt bò nướng, bún thịt nướng. Tại vì hôm trước mời người hàng xóm sang đó thì cái thịt mình làm nhiều quá. Nhưng mà mình thịt thì mình ướp theo kiểu Tây á, mà giờ vẫn còn rất là nhiều. Thì đem nướng ăn với lại bún à. Thì mình trộn xong rồi thì mình sẽ vo lại từng viên như vậy nè cả nhà, giống như là xíu mại gì thôi. Nhưng mà cái này là thịt bò nên là mình không có đi hấp nha, mình đem đi xào và mình để sốt vô luôn à, chứ mình không có hấp. Thịt bò nó mau chín lắm, không có giống như thịt heo, nên là mình có ăn sống sống cũng không sao. Cái loại thịt này người ta cũng hay có ăn sống sống luôn. Bây giờ mình dò lại từng viên gì nè cả nhà. Bây giờ mình đã dò viên xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi xào và làm sốt nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây một tí dầu để mình xào cái tỏi và hành, củ hành nè cả nhà. Đây mình có củ hành tím nè, củ hành tây tím nó ngon, nó ngọt hơn là cái củ hành tây màu trắng. Nó có màu trắng, màu vàng và màu tím. Màu tím nó gọi là màu đỏ. Đây mình bỏ một tí tỏi vào luôn. Tỏi và củ hành mình đem đi xào luôn cả nhà. Đây mình xào tỏi và hành sau khi đã thơm thì mình bỏ thịt vào, mình không có cần xào cho nó vàng lắm đó cả nhà, nó thơm, có mùi thơm nên là được rồi. Mình bỏ thịt vào rồi mình xào cái thịt này nè, mình làm nhẹ nhẹ cho cái thịt này nó không bị bể. Và bây giờ mình bỏ cái nước này là nước cà nè cả nhà, mình hay có sử dụng cái này đó. Còn nếu bạn nào mà bên Việt Nam mà không có nước cà hoặc là không muốn nấu nước cà thì mình đem đi xay ra, cà tươi mình đem đi xay ra cũng rất là ngon. Cái màu thì nó không có đẹp bằng cái cà này, nhưng mà nó đương nhiên là nó sẽ tốt hơn là đồ hộp.
hộp này luôn. Hộp này là khoảng 200 g, hộp này 200 g đó cả nhà. Xong rồi mình sẽ nêm nếm lại, mình bỏ một tí muối, một tí tiêu và một tí bột nêm vào, là coi như xào nó rim nè. Khoảng 5 phút thôi là xong rồi là được nè, 5-10 phút. Nó giống giống cái món xíu mại của mình bên Việt Nam đó. Nhưng mà mình bỏ cái ngò rí vào nó rất là thơm luôn. Bây giờ Trang sẽ bỏ vào đây một miếng bột nêm, một tí muối, một tí tiêu. Để ăn với lại cái thịt bò xíu mại á, thì mình sẽ ăn với cơm nha cả nhà. Mình ăn với lại cơm xào cà ri. Thì cái món này là cái món của mình, món của mình chế ra, tức là ăn nó nửa Việt Nam và nửa Tây, nên là nhưng mà ăn rất là ngon. Chồng mình rất là thích món này, hai đứa nhỏ cũng thích lắm luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ tỏi với lại hành và mình xào giống như là khi mình làm nước sốt cho thịt vậy đó. Vào đây một miếng cà ri, bột cà ri. Mình bỏ rau mùi tây, nhưng mà nếu như bên Việt Nam mình không có rau mùi tây thì mình không bỏ không sao. Các bạn có thể bỏ hành, hành lá vào cũng được nữa. Bỏ vào đây tí muối, tí tiêu. Bỏ vào một tí nước tương maggi tí xíu thôi nha cả nhà, cho nó có cái màu. Mình trộn đều lên và mình bỏ cơm vào. Cái này nếu mà được cơm nguội thì nó sẽ ngon hơn. Mình trộn đều cái cơm với lại cái gia vị. Và cuối cùng mình sẽ bỏ vào đây một tí bơ cả nhà. Bơ thường thường mình bỏ sau nó tốt hơn, bơ không có nên để cho nó nấu chín lên, ăn sẽ không tốt. Thì mình để như vậy cho cái bơ nó tan ra, nó rất là thơm, làm cho cái hộp cơm của mình nó mướt thêm á. Coi như cái món cơm xào của mình đã xong, bây giờ mình cái thịt của mình cũng xong luôn rồi nè. Đây là cả nhà, cái thịt này tự nhiên mình nấu cũng khoảng 7-8 phút gì á thì nó đã chín rồi nè. Xin chào cả nhà. Xin mời cả nhà dùng cơm với lại gia đình mình nha. Đây. Con đưa dĩa nó lên. Rồi con múc cơm ăn đi. Múc cơm con ăn đi. Chừng nào ăn hết mẹ mẹ cho con ăn nữa nha. Con muốn ăn cái gì? À con muốn ly của con hả? Nè ly của con này nè. Đi đây lên ngồi đi đây. Ủa ăn muỗng đó hả? Soen tới Soen hết cơm rồi, để mình cho Soen một tí cơm. Ngon lắm con, ăn. Mời cả nhà nha. Cả nhà thấy cái chậu hoa bên này đẹp không? Đây nè.
Đây là hoa của hàng xóm tặng đó. Đây là hôm qua gõ cửa bấm chuông á, đem qua cho cái bó hoa đẹp quá trời luôn. Hoa này mình không biết là hoa gì luôn á cả nhà, giống giống như hoa huệ gì đó mà bên Việt Nam không biết có không á. Bây giờ nó cứ đi tới đi lui, nó không lên ngồi ăn rồi. Hoa đẹp đâu con? Nhưng mà ai cũng đang thui rồi lùi chứ ở nhà mình luôn. Tôi quen rồi. Ê đèn nó đi tới lui gì ta? Tôi quen tạo ra. Ô làm đổ hả? Si on voit, je coupe. Ça va punir. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon. Các bạn làm rớt hả, làm đổ hả? Giống như là một loại hoa huệ ha, nó có nhiều màu à, hoa màu tím, hoa màu trắng, hoa màu cam. Đừng nói hoa này cũng dễ dễ nó ấy lắm con, dễ rụng lắm, nên đi như là hoa giả vậy đó cả nhà. Quá trời đẹp, mà không biết là nó có mau tàn không á. Bây giờ tới giờ ăn cơm mà ngồi nhà nghe cái chuyện. Trời nắng quá trời luôn, xô em cái đầu quá rồi. Tí nữa mẹ cắt tóc cho con ha. Ở đây à, đang chơi mà nắng nữa, có sức kem trong nắng mà. Đội nón mà, ra ngoài nắng. Bữa nay tới 36, 37 độ mà trời nóng. Ngoài nắng chắc là 40 độ quá. Hôm qua mình mới đi chích người về cái tay nó nhức quá cả nhà. Tay này hai vợ chồng đều nhức cái tay á. Trang ơi rớt à, rớt ở ngoài à. Để đèn nó vừa ăn mà nó vừa nghe kể chuyện. Ngon quá à. Thế thì là beaucoup de riz. Thế thì là beaucoup de viande aussi. Tu peux me donner un petit peu. Ou toi tu peux prendre si t'as pas beaucoup. On va voir ce qu'il mange. Eden, tu veux quand t'en as trop ou pas? Ou tu manges tout? T'en as trop? D'accord, je te rends. Tu veux prendre un chimpanzé suspendu à une liane, scellant des rêves et des affaires folles. Le chimpanzé les dépose tout en haut d'un lac à jeunes. Ça va la fin ou pas? Suzanne commence à escalader les branches à la recherche d'un moyen pour redescendre. Toàn là nó nhỏ. Mỗi lần dở lên nó đau. Bình thường nó có đau, chỉ cần mình có di chuyển nó mới nó mới đau. Nên là mình cũng không uống thuốc. Thấy nó cũng hơi hơi đỡ. Ou je prends la bouteille soir.
Nước chảy từng đống hết trơn rồi. Ngồi xuống đi. Người nó ướt như tắm luôn vậy ta ơi. Ăn xong rồi mẹ đi cắt tóc cho con ha. Dạ. Dạ. Ăn sạch dĩa luôn nè cả nhà ơi. Ăn quá trời ngon luôn. Rồi video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau. Nếu mà cả nhà thích video thì xin cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Con bye bye cô chú kìa. Để lấy hoa để chứ. Rồi bye bye. Con bye bye cô chú ơi. Bye bye. Bye bye cô chú. Cucu. Cucu cô chú. Cucu là chào đó. Cái cái nữa. Không phải cái nữa. Mà nó